Bài ok sức đây đó cái này chẳng ngày nay trong nâng màu chai lệch và tỏ tiện tôn cho mọi người mê đến Swiss bởi dưỡng chẳng nâng nông ngày nâng trong nâng bà hai tỏ nia tiện tôn cho mọi nâng closure chẳng closure nâng nông Swiss ní cứ very important maintain để nè tỏ nì thử check và chúng closure này cứ dùng phở tràn trong switch. Ok, chúng muốn dùng dùng cho tập trong closure nhằm xong phá hành tập ổn khí bị sinh tạp tại similar tới mùi closure nè. Ok. Và chúng lấy ưu tiêu hồ vì similar tới mùi function này vì đôi function này closure nè cứ bên này là dùng ai pass từ dương ai pass function từ ai variable thoa mà đang bỏ dương chẳng hạn bạn ai nâng dùng đây bỏ closure dương ai thử bài nâng dương ai ai variable bỏ dương nâng khai từ chi function bạn ok à lấy dương từ mơ example thằng ọc nha à lấy ưu tiêu hoa thật xong trong bạc kè function mùi fun mass โอเมนเทนยูมีนพารามิเตอร์ปีคือพารามิเตอร์เอหนึ่งพารามิเตอร์บีโอเคยูมีนเอจุดปีอินทิเจอร์ยูมีนบีจุดปีอินทิเจอร์ไอยูมีนรีเทิร์นไทป์ตัวยืนคืออินทิเจอร์นะครับมันอยู่อินทิเจอร์ทิมเช็คทับประสันบาเอทอมจีนบีรีเทิร์นเออาร์เดอร์ไวreturn b ចឹងដល់អស់គ្នាប្រសិនបើយើងប្រសិនជាយើង call method mass នឹងមកយើងឲ្យ a equal 20 b equal ទៅ130ហើយយើងចុច run មកចាំយើងមើល result យើងអាចមើល result ខាងនេះក៏បានដែរអូខេនេះយើងឃើញឯងបាទយើងឃើញយើងទទួលបាន30ដោយសារតែ30គឺ b ធំជាង a អញ្ចឹង function នេះគោលបំណងរបស់យើងចង់រក maximum របស់យើង2តម្លៃបាទយើងមានតម្លៃ a និងតម្លៃ b ឥឡូវវា return មក30ដោយសារតែ30ធំជាង a b ហ្នឹង30ហើយ30ហ្នឹងធំជាង a អញ្ចឹងវា return មកត្រូវហើយបាទអាហ្នឹងគឺជានេះគឺជា method យើងធម្មតាចុះបើសិនជាយើងប្រើមួយ closure បាទអញ្ចឹង closure អញ្ចឹង closure syntax របស់វាអាញ៉េអាញ៉ៃតិចធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាពិបាកបាទ closure ហ្នឹងគឺប្រើច្រើនមែនទែនដូចជា button អីដូចជាការទាញករណីបាទទាញករណីចេញពី firebase អីអានោះសឹងមាន closure មានច្រើនមែនទែនសឹងតែគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងឲ្យយើងយល់តាក់ទងជាមួយនឹង syntax closure ហ្នឹងឲ្យបានល្អអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងសិក្សារួចហើយតកតងជាមួយនឹង function ធម្មតាចុះឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើល closure វិញ closure syntax មិនបាទ closure វាជា variable ធម្មតានេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ខ្ញុំនឹងបង្កើត method នឹងដដែលដែល find maximum រវាង2តម្លៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រើបែបនេះខ្ញុំអាចមាន var ខ្ញុំអាចមាន mass អូខេខ្ញុំសូម comment អានេះសិនណាបាទសូម commentនេះបើយើងទុកមើលអូខេយើងមាន mass បាទអញ្ចឹង mass នេះវាជា variable ធម្មតាអត់មានធ្វើអីវាទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងចុច2ហើយយើងមានពងកញ្ចក់បិទបើកហើយយើងមានពងកញ្ចក់មកតង់ទៀតដើម្បីយើងបាន argument របស់យើងអត់ចាំបាច់ specific នៅកន្លែងនេះថាវាជា a ឬក៏វាជា b ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមាន parameter មែនឥឡូវយើងមាន parameter 2អញ្ចឹងយើងមាន integer comma integer បន្ទាប់មកយើងត្រូវយើងមាន return type របស់វាតើយើងមាន return type របស់វាបាទ return type របស់វាយើងអាច point មកបែបនេះហើយយើងមាន return type របស់យើងreturn ជាអីយើង return ជា integer ដូចគ្នាណាណាបើមិនយើង return boolean យើងដាក់ type boolean បើយើង return ជាstring ដាក់ type string អីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាអីគេបាទអានេះមានន័យថា
chỉ closure ấy bạn đây dương ở toàn thực cả ấy thì vì ở đối toàn miền bà đi ấy nè bà tập vì tâm mà dương define thò mà đà thì vì ở toàn miền bà đi cho nên bây bà đi bảo vía cứ dương thử ở vía equal là nó được write ball chẳng nó được type bảo vía chẳng ok chẳng như ở equal tới chỉ mỗi ấy kì chẳng dương thử equal tới chỉ mỗi nó nhỉ ok chẳng to mà dương thử cái này cứ chỉ cái này mà dương thử implement bảo dương dương miền ấy kì dương miền parameter ấy kì dương miền parameter a and parameter parameter b chẳng dương miền a comma hay dương miền b bắt đầu máu dương in ok enter mùi máu chẳng dương check cái này mình dương check tha person bar a thông chiên b return a otherwise return b ok ok, ở mi error đấy. Chứ như call mask. Ok, như call mask đằng máu. Đó mới dương miên đây kì, nước này dương bỏ mà. Dương bỏ 20, dương bỏ 3, dương bỏ 100, dương bỏ 700. Nên chứ dương start start bởi dương lang quý, rerun application bởi dương, ok. Chứ như mà dương đừng change result mà tốt chẳng mà tính, ok nhé. Return bởi dối mà. Chứ ai cứ chỉ closure đại dương nâng phở nhức nhọc mạnh tên nâng nâng Swiss hay đã nghe phải gì dương chụp bạc nâng tràn được tha dương pass measure lý biệp tha dương bạc cả function handler ếp xin dẫn á ná bà dương nâng phở closure nâng ngay bà chân xin khâm tha nè tọc nê nâng dối tệ tôn cho mỗi nâng xin tạo very simple maintenance thì anh ấy chung mà chỉ dùng thường mấy chọn phải từ học đi nghi số dối mà hay bà dân dùng miền nơi miền chung ngó lấy ai xuống trong bán này cái ai cho được rồi integral vậy thôi mấy telegram một chung mà giờ yeah, thật ok mình chẳng nơi trong video này mình đã bật bắn nắng để tôn chụp mỗi nâng mê đến closure hay chụp nha nơi video cao ấy và sẵn nào bật trong mình bê tình hết cho mình chạy lại cho ạ bảo cũng chưa nào. Ok, bye bye.